đang ngủ. Nếu tiếp thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Chưa kia phong độ ta tỏa sức ra ngoài, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái. Cứ tin là ngủ, nếu tiếp thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Xưa kia phong độ ta tỏa sức ra ngoài, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái. Khi xưa bao trên trời biết bao tiên binh cũng phải nể, muốn giống như ta mà đâu có được, nó đâu có phải là chuyện dễ. Chỉ vì liên phén và hàng ngày không may bị Ngọc Hoàng bắt được, nên cả nhân phẩm chức quyền của ta nó đều bị tước, bị đầy xuống trần thế. Đã đến lúc ta hết thời, chú gọi nhà cao lá trang đặt tên chưa bắt giới. Bạn tính con người nhưng hình hài của con heo, ta cũng muốn có vợ nhưng không ai dám theo. Rồi đến một ngày có ông sư đi lấy kinh, là lúc ta bắt đầu hành trình gian khổ của chính mình. Chỉ ba phép thần thông nhưng sức mạnh của bằng cải, cái tính thì làm biến còn thêm cả bệnh ham gái. Cả chặng đường dài có thêm ta thêm phần sức mạnh, con khỉ bạch ma ôn cứ nhờ ta ra nó đánh. Cố gắng tu tầm ắt sẽ thành chính quả, trải qua bao nhiêu khó khăn mới biết thế nào là vất vả. Ngủ tính là ngủ, nếu tính thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Chưa kia phong độ ta tỏa sức ra ngoài, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái. Cứ tin là ngủ, nếu tính thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Xưa kia phong độ ta thỏa sức ra oai, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái. Nếu xưa không yêu hàng ngày thì bây giờ đâu với vất vả, bị Ngọc Hoàng làm phép tay to còn bụng bự chà bá. Vì thân hình xấu xí nhìn cái mặt như con lợn, nhưng thật thà tốt bụng giúp sư phụ không cà chớn. Ăn quả nhân sâm để trường sinh bất lão, nhưng tại ăn nhanh quá nên không biết bị ra sao. Hỗ trợ sư phụ đến tay chốt lấy chân kinh, tất cả đã thành Phật tại vì sao không có mình. Cải tên trừ bạc giới, được người đời chuyên lại, khai sáng ra trường mới, đã đi vào huyền thoại. Sư huynh tôn ngộ không, sư phụ đường tam tạng, sư đệ ra ngộ tịnh, cùng nhau vượt kiếp nạn. Cứ tin là ngủ, nếu tính thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Chưa kỳ phong độ ta tỏa sức ra ngoài, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái. Cứ tin là ngủ, nếu tính thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Xưa kia phong độ ta tỏa sức ra oai, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái. Cứ tin là ngủ, nếu tính thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Chưa kia phong độ ta tỏa sức ra oai, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái. Cứ tin là ngủ, nếu tính thì chui, mặc kệ bông ba dù thời gian có ngắn ngủi. Xưa kia phong độ ta tỏa sức ra oai, Ngọc Hoàng cho giữ chức thiên bồng nguyên soái.